Và Hội Thể thao Người Khuyết Tật thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ xuất quân, đoàn vận động viên Cần Thơ tham dự giải vô địch môn điền kinh và môn bơi người khuyết tật toàn quốc năm 2022, diễn ra từ ngày 7 tới ngày 16 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội. Đoàn vận động viên người khuyết tật Cần Thơ gồm 35 thành viên, trong đó có 25 vận động viên, gồm 18 vận động viên tranh tài môn bơi và 7 vận động viên thi đấu môn điền kinh. Các vận động viên bơi quyết tâm đạt mục tiêu đoạt tổng cộng 9 huy chương vàng, riêng môn điền kinh không đạt chỉ tiêu đoạt huy chương vàng. Các vận động viên đoạt huy chương vàng sẽ được thưởng nóng 1.500.000 đồng. Dịp này, Hội Thể thao Người Khuyết tật thành phố Cần Thơ tổ chức vui Tết Trung thu cho con em vận động viên người khuyết tật thành phố Cần Thơ. Hội Người Khuyết tật thành phố trao tặng 4 suất học bổng cho các cháu đạt thành tích tốt trong học tập.